Xe máy thì họ leo được, mà ô tô mình leo sợ nó có nên không? Nhân đài à? Nhân đặt à, nhận đặt. Nhận đặt cơm nhưng mà nó bị mất chữ. Mất led. Rồi, bạn ngắm đào. Ngắm đào Lai Châu này. Rất đẹp luôn. Ở đây nó là một cái vườn lan các bạn, một cái vườn lan. Lan chậu này rất lắm tiền luôn. Đắt lắm. Nhưng mà trên này nó lạnh thì nó sống tốt hơn, ở dưới mình ấm ấy. Đấy, đào trên này nó rất đẹp luôn, nào đào này nó lạnh nó đẹp lắm. Đấy. Đào đào đẹp lắm. Đào nó có cái đẹp riêng của nó. Đấy, nó có cái đẹp riêng của nó. Đấy. Đào nó có cái đẹp riêng của nó. Nó không giống như mình đâu. Mình đưa xuống là những cái cành đào xấu rồi sao? Trên này nó đẹp này ấy mà. Hả, đi mình đi lên trên kia. Cây nào đẹp này. Đây ô tô đỗ đầy đây mà. Nhà thờ. Nhà thờ có hai cái cổng hoành tráng gì. Đây có biển này, chú ý này. Đấy. Hoa cải này. Trồng được hoa cải, trên này nó lạnh, trồng cây rất là lá to, rất to. To như ở dưới dưới mường anh em. To nhỉ. Lá to thế. Cây cối nó đẹp đấy mà. Đi vào nhà mục sư mà xem mà không có mục sư ở nhà. Đây, lan này, anh em thấy lan chưa? Đấy, lan. Đấy, anh em thấy cái đây là cái cổng này. Đấy. Cổng này không biết là cái kim bồ này sao hôm nay nó làm sao ấy nhỉ? Nó hoạt động kiểu gì nhỉ? Đấy, đây là nhà mục sư đây. Đấy, dưới là nhà thờ đây. Đấy, anh em thấy nhà mục sư đấy. Anh người mục sư ở đây vẫn là người Hờ Mông chứ hả anh ạ? Anh đã đi xuống đấy rồi. Ôi đào già nhá. Đào già cỗi ra này. Hoa đẹp nở đẹp tuét tuét rồi. Sợ. Đưa xuống dưới mình không được như này. Thi thoảng cũng được một cảnh. Đi lên trên đi. À, em cho em đi vệ sinh cái, đợi em đi.